các bạn channel của Mega TXT. Thì bay thì khá là lâu rồi mình mới quay trở lại làm video. Từ cái video mà làm hai video mà Tết 2021 đến bây giờ là khoảng một tuần mà chưa ra video rồi. Đó thì hôm nay á là bây giờ là đang là tối ngày 7/3, có nghĩa cũng là chủ nhật. Và kế ngày sau đó chính là ngày 8/3, ngày quốc tế phụ nữ. Với lại cho dù ngày quốc tế phụ nữ là mình là cái ngày được về nhờ, là chúc mừng những người phụ nữ, giống như những người mà như con gái, những người đã có con rồi, hoặc là những người lớn tuổi. Nhưng mà cái này cũng có một phần là của những bạn gái. Mình mong những các bạn á, bạn nào có bạn nào bên xem video á, là mình chúc các bạn á là có một ngày quốc tế phụ nữ được vui vẻ và hạnh phúc nha. Sẵn tiện còn ngày 8/3 rồi á, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về một nhân vật nữ, nhưng mà không phải ở Việt Nam nha. Với lại các bạn thấy là cái không gian của mình đang là rất tối, cộng thêm có hai cái cây nến ở phía bàn của mình, thì chắc các bạn cũng đón được cái chủ đề ngày hôm nay mình sẽ làm rồi, đúng không? Đúng, hôm nay chúng ta sẽ tìm làm video tìm hiểu về nhân vật Creepy Pasta, nhưng mình lại là nhân vật nữ. Thì khá là lâu mình mới làm video về nhân vật tâm linh nhưng mà lại là giới tính nữ đó. Nhưng mà nhân vật nữ này nhớ thì mình theo mình thấy là cái nhân vật này thì không có hot cho lắm, nhưng mà cái mặt cũng rất là chill. Nhưng mà đáng thay á, tại vì Creepy Pasta thì chắc chắn nhân vật này là chắc chắn phải là quỷ, đội lớp hình dạng con người. Nhưng mà bất ngờ thay á, là nhân vật này á tuy là quỷ nhưng mà lại là không ăn thịt người như những nhân vật Creepy Pasta mà mình đã từng kể, ví dụ như The Red Jeff Killer hay Slenderman. Nhưng mà nhân vật này không ăn thịt người, chỉ khi đó hình dạng con người thôi. Đặc biệt hơn là nhân vật này á đã có tổng 3 hình dạng, một hình dạng con người, còn một hình dạng đói, tức là cái hình dạng mà khi mà cái cơn đói ở trong cái cơn đói quỷ ở trong cơ thể của con bé đó thì phát triển lên. Và hình dạng thứ ba là hình dạng quỷ. Đặc biệt hơn, nhân vật này cũng khá là đặc biệt, chính là đứa con ruột của Sango. Nếu bạn nào đã từng xem video về trên kênh của mình thì mình đã từng làm video về Sango là tác giả của máu lạnh. Nó là một kẻ kiểu như là một kẻ sát nhân mà chuyên viết về những cái tranh hay cái gì đó. Nói chung cái video đó mình làm rất lâu rồi mình cũng không nhớ nữa. Và nhân vật này có tên là Lazari. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu xuất thân, sức mạnh cũng như là những bất cứ xem với nhân vật này nha. Và như thường ngày, bạn nào mà thấy video này hay hãy để lại cho mình một like, viết comment phía dưới phần bình luận, đồng thời chia sẻ video này và đăng ký kênh mình, đồng thời ấn nút chuông bên cạnh để nhận thêm nhiều video mới cho kênh mình nha. Với lại hiện tại mình đang có dự định trong cái kênh của game hình lịch sử á, đã nhắc lên nhiều lần rồi, nhưng mà mình sẽ quyết định là mình sẽ làm xong video nữa là mình chấm dứt việc làm video về Jurassic Park đi, và có thể mình sẽ xóa game Jurassic Park luôn và mình sẽ chuyển qua chủ đề mới đó. Nói cho cái kênh đó thì cái lượng đăng ký khá là ít, ok mình không nói dài dòng nữa bởi vì này mình đã nhắc rất nhiều lần ở những video trước rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tiến thẳng vấn đề nha. Và trước khi mà mình cho mình trước khi mình kể cho các bạn về quá khứ của nhân vật này, mình sẽ cho các bạn xem ảnh. Bây giờ có một nhân vật Lazari. Hình dáng của nhân vật này là một cô gái, mình thấy là cũng cỡ tầm khoảng 16 hoặc 17 tuổi rồi đó. Là mình thấy là cái nhân vật này cũng khá là trẻ. Và cũng tệ nhất là cái phần ở đây trên vai của nhân vật này là có một con gấu bông. Thì mình thấy là hình dạng đó mình bị mất cái mắt này nè, mất cái mắt ở phía bên trái hoặc bên phải nào ấy, kiểu cái cha của mình à. Nên mình cũng không biết là cái con mắt này bị mất ở bên trái hay bên phải nữa. Nhưng mà mình thấy nhân vật này cũng khá là cụ tè được, cơ thể là toàn màu đỏ luôn. Đây là cái hình dạng con người nha, chứ không phải là hình dạng quỷ. Hình dạng quỷ mình sẽ cho các bạn xem là thế này nè, nó tầm 3 hình dạng luôn, thấy không? Đây là 3 hình dạng. Đây là dạng human, dạng Henry, tức là dạng đói, khi mà cơn đói của quỷ ở trong cơ thể của nhân vật này bắt đầu dâng lên. Và dạng này là dạng Sargoid form,
là hình dạng của kiểu như là do là đứa con của Sango. Sango á mình đã từng làm trước đây á, cho nên hình như cho nên toàn bộ cơ thể ở đây kiểu như là được có đặc điểm của con quỷ. À, chính hình dạng này chính hình dạng mà cái cơn thèm thịt người đã bắt đầu dâng lên. Tại vì creepypasta thì đa phần những nhân vật trong đó là những nhân vật có thể ăn thịt người. Nhưng nhân vật này thì từ hình dạng con người á, từ hình dạng con người không thể ăn thịt người được. Tại vì cái nhân vật này là nhân vật duy nhất mà mình đã từng làm có cơ chế kiểu như kiểm soát với con đỏ của mình. Nhưng mà khi lên hình dạng đói này thì nó sẽ bắt đầu nó sẽ dâng cao lên và cái cơn đói nó sẽ bắt đầu dâng cao lên và tiến lên hình dạng quỷ. Và hình dạng này là chính là hình dạng mà cơn đói nó bắt đầu dâng cao hoàn toàn luôn. Đặc biệt hình dạng này là nó bắt đầu ăn thịt người để sống sót. Và để nhận biết cái hình dạng á, ở trên đây có con mắt biểu thị cho hình dạng đó, thì theo cái con mắt ở đây thì ở đây là con mắt là dạng Henry. Thì con mắt này là có vẻ nó có một chút có một phần kẽ màu đen ở phía giữa trong cái nói chung mình không nhớ có tạo con mắt của con người đâu, mình cũng không diễn tả sao cho hợp lý nữa. Và qua hình dạng Zagoi thì hình dạng cái phía cái con mắt còn kiểu như là con mắt thì sao mình không nhớ, nó ra thành màu đen cộng thêm là cái con mắt là màu đỏ cộng thêm cái kẻ nó màu đen, nó giống như con mắt con quỷ vậy đó. Thì bây giờ không dài dòng nữa tại vì video bây giờ đang chuẩn bị dài rồi, nên mình sẽ tiến thẳng vào cái câu chuyện của nhân vật này nha. Và mình mong các bạn sẽ đắng nghe cái câu chuyện này. Trước tiên sẽ kể sự không cũng như là những thông tin cơ bản về nhân vật này nha. Thì như thường ngày thì nhân vật này mình đã search lên cái trang Wikipedia rồi. Bạn nào mà muốn tìm hiểu về nhân vật creepypasta hay cái gì á, các bạn là lên vô cái Wikipedia này. Ok, đó mình xuất ra rồi. Thì mình sẽ kể một cái dòng câu nói. Đã từng có một phụ nữ có cơ thể bị nguyền rủa, nếu cô ta dám sinh một đứa bé nó sẽ chết trước khi sinh ra. Bằng sự điên loạn, anh ta len lỏi con quái vật trong bóng tối. Anh ta hứa có một đứa trẻ để soi dịu trái tim người phụ nữ. Cuối cùng là một đứa cô gái, nàng mừng rỡ khóc. Thích thật không biết nàng chỉ là đồ chơi của hắn. Và tiếp theo là cái nguồn gốc của nhân vật này thì Lazari Nathaniel Swan là nhân vật chính tiêu biểu bộ truyện tranh creepypasta I Eat Pasta for Breakfast. Đây có nghĩa là tôi ăn cái gì pasta, mình cũng không hiểu nó, chắc có lẽ là một ngôn ngữ trong giới creepypasta cho buổi sáng, đó là tôi ăn pasta cho vào buổi sáng. Thì kiểu như là sáng thì thường hay kiểu như là ăn thịt người chẳng hạn, nói chung mình cũng biết nữa. Thì cô là con gái ruột của Sango và một đứa phàm trần ở đây con người á. Thì cái nhân vật này chính là đứa con gái ruột của Sango với một người con người á nữ, và sau đó đẻ ra một đứa con như cũng là con người luôn nhưng thực chất là quỷ. Trước tiên bây giờ mình sẽ kể nguồn gốc nha. Sango dưới hình dạng một con người tên là Evan Harrison đã lưu một phụ nữ con người tên là Loretta Swan, một người nhiệt thành trong tôn giáo, một phần của giáo phái đã làm những điều không thể diễn tả được cho sự ban ơn của Chúa. Nghĩ rằng anh ta là một đấng thiên thiên có thể cho cô đứa con mà cô hằng mong ước và do cô đã cằn cõi chịu đựng. Họ thụ thai, Sago bỏ Loretta không lâu sau đó và Loretta sinh ra đứa bé gái hoàn toàn bình thường tên là Lazari. Lazari hoàn toàn không thể hiện đặc điểm của quỷ nào cho đến khi cô 4 tuổi. Nơi cô vô tình biến thành hình dạng quỷ của mình và giết chết bằng tình một người hàng xóm bị quỷ ám. Đây là khi cô có đôi mắt đỏ, răng lẩm chỏm và mất khả năng nhìn thấy bất kỳ màu sắc nào khác ngoài màu đỏ. Màu đỏ đây chính là máu. Tức là kiểu như là nhân vật này sẽ bị kích thích khi nhìn thấy máu, tại vì máu là màu đỏ mà. Với lại quỷ thì cái đặc trưng chính là thèm máu của người. Cái đó quá là dễ cho các bạn nào mà nhìn về tâm linh rồi. Ok, mình sẽ kể tiếp. Mẹ của Lazari sau đó đã xích cô vào từng
tầng hầm cách ly, hoàn toàn cô với thế giới bên ngoài và đánh đập, tra tấn cô liên tục để thanh trừng con quỷ. Điều này tiếp tục kéo dài thêm 4 năm nữa đến khi Loretta cũng đã chịu đủ, đưa con gái vào rừng cùng cô ấy và treo cổ tự tử ngay trước mặt Lazari. Mình nghĩ là sau khi thấy cái cảnh mà nhân vật cũng như mẹ của nhân vật này là Loretta treo cổ tự tử ngay trong khu rừng á, mình nghĩ là nó gây ra cú sốc quá lớn cho nhân vật này, dẫn đến là việc như là cô là thiếu mất cái tình yêu thương của ba mẹ, là trở nên biến thành một con quỷ. Nhưng mà cái khả năng của cô là có khả năng kiểm soát cái hình dạng quỷ của mình, thì đó là một cái khả năng á, nó cũng rất là đặc biệt. Rồi trước tiên mình sẽ kể nó hoa xuất hiện trong cái cuốn truyện tranh Breakfast Pasta nè. Ở phần đầu của I Eat Pasta for Breakfast, cô gái mặc chiếc váy dài màu cam đỏ, mái tóc dài màu nâu thường để sọ với mái tóc được chiếc nơ ở cuối. Và hổ cô ấy thay đổi theo trong truyện tranh khi cô ấy 12 tuổi, và trong tờ tài liệu tham khảo với cô ấy, cô được nhìn thấy với mái tóc hồng thường được búi cao hoặc buộc đuôi ngựa. Trong phủ cô thường chỉ là những bộ quần áo giản dị như áo sơ mi và váy. Một cái miệng xuất hiện trên cổ áo cô ấy, cô cũng được nhìn thấy với những hình dạng mới, như hình dạng đó và hình dạng Zagoy thể hiện khí cảnh ma quỷ của cô. Về nhân cách, khi còn là một đứa trẻ 8 tuổi, Lazari rất tốt bụng và vui vẻ, nếu quá đeo bám. Cô thích làm những việc trẻ con theo khuôn mẫu như vẽ và tô màu, tổ chức tiệc trà và chơi bên ngoài. Bây giờ khi là một cô gái 12 tuổi, Lazari đã trở nên mặn mà và cay đắng hơn, mặc dù vẫn giữ chút tính cách trẻ con của mình. Và dù cô ấy có thể đã 12 tuổi, nhưng về mặt tinh thần cô ấy vẫn như một đứa trẻ 8 tuổi như trước. Dù thế nào thì cô ấy vẫn khá hay nói dối và sẽ gắn mình với mọi người để cảm thấy thoải mái. Cô không sợ bị bỏ lại một mình trước sự giày vò của mẹ mình, cô không sợ bị gọi là quái vật. Đó là từ kích họ sẽ khiến cô ấy rơi vào trạng thái hỗn loạn. Về bị mẫu tiểu bang, về tất con người thì cô ấy là hoàn toàn vô hại. Tại vì nhân vật này đã có khả năng kiểm soát hình dạng quỷ của mình á, cho nên nhân vật này là khá là vô hại khi ở dạng con người. Nhưng mà tiến về hình dạng quỷ á, hoặc là lên hình dạng Zagoy thì mới thực sự là một con quỷ và bắt đầu tìm khát máu người. Cô ấy không thể gây nhiều sát thương. Đầu vào đây, theo mình thấy thì nhân vật này khá là yếu khi nhân vật này không thể gây ra nhiều sát thương. Ví dụ như một số nhân vật như Vipassana nổi tiếng như mình đã từng kể như là Slender Man, Jack Killer hay là nhân vật The Red. Rất nhiều nhân vật khả năng chiến đấu và khả năng tấn công vô cùng tuyệt vời. Nhưng mà nhân vật này thì sức mạnh khá là yếu, cho nên nó không thể gây sát thương mạnh được. Đây là hình thức thông thường của cô ấy và nó thường vô hại vì cô ấy có hành động, có toàn quyền kiểm soát hành động của mình. Về dạng đó là dạng Henry mà nó cho các bạn xem. Gọi là và cô ấy hành động như một con bò cố gắng săn mồi. Cô ấy hiếm khi nhớ bất cứ điều gì về việc ở trong trạng thái đó. Cô ví dụ về hình thức này và các cô ấy hành động ở trong điện tranh I Eat Pasta for Breakfast 167. Đó là khi một trương Lazari đã hành động bạo lực như con thú hoang và nó cắn các súng tu của một trong những anh em Slenderman. Nhắc người anh em Slenderman thì mình cũng bật mấy thêm một bí mật thú vị. Đó là Slenderman á, sau khi hóa thành vị á thì có một cái gia đình y chang Slenderman luôn, chia thành rất nhiều người. Và trong đó là nói chung là rất là nhiều anh em, nhưng mà mình không có thời gian để kể. Bây giờ mình sẽ kể tiếp ha. Cắn tất xúc tu của một trong những người anh em của Slenderman và ăn sống một người ý nhiệm và không hề tỏ ra hối hận hay thương xót trong khoảng đó. Và hợp tử là dạng Zagoy á, dạng hiếm kể từ khi nó được xuất hiện trong truyện tranh để biến thành đau đớn. Có nhiều thông tin được đưa ra về dạng này, nhưng nó được cho là còn tồn tại vô nghĩa hơn dạng đói. Tiếp theo là những sự thật khá thú vị về nhân vật này. Đó là Lazari được tạo ra bởi GB World. Nhân vật này mình cũng tính cho các bạn xem, nhưng mà do không có thời gian nên mình bỏ qua luôn. Về sinh nhật thì sinh nhật của nhân vật này khá là bất ngờ cho các bạn. Đó là sinh nhật của nhân vật này là vào ngày 25 tháng 12. Đó cũng chính là ngày Giáng sinh ở Việt Nam mình. Nó tính theo âm lịch. Tính theo âm lịch thì ngày 12 cái gì? Ngày 25 tháng 12 là ngày Giáng sinh. Đó khá là bất ngờ. Nhưng mà cái thời gian mà nhân vật này sinh ra thì có quá khứ khá là đau buồn. Bị hành hạ do là con quỷ. Nhưng mà kể tiếp ha, có những cô ấy không ăn thịt người, chỉ có những sinh vật sinh nhân khác. Đó, ở đây là nhân vật này không thể ăn thịt người.
À không, không không bao giờ ăn thịt người khi ở nhà hình dạng người. Chỉ có những sinh vật siêu nhiên khác thôi. Tức là những nhân vật còn lại là có thể cũng có một vài nhân vật là ăn thịt người, nhưng mà đa số thôi. Thì cũng có một phần nhỏ là những nhân vật đó là không thể ăn thịt người, hoặc là có thể kịp hợp để sức mạnh của cũng như hình dạng quỷ. Có những cơn hỗn loạn nhẹ và sẽ nôn nữa.